ơi, tình của đôi ta gửi chúng làm tiền gặp gỡ nhau đây, đi gặp nhau đây tìm mọi chuyện đầu ngàn lời chúng thủy lời nói hôm nay nè, nghe cho kỹ cho dù trăm đắng ngàn cay, anh vẫn nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái. Đừng đây đôi ta vào dòng khổ ai duyên nợ ba sinh sắp phải từ muôn kiếp trước, nàng ngại đến đây mà nghe anh nói nàng nghe rằng anh đã yêu nàng. Câu mà ông nói hai bà ơi. Anh ơi, ngồi, tình của đôi ta là muốn kiếp trước vừa chúng lắm tiền gặp gỡ nhau đi, đã gặp nhau đi thì mỗi tình đầu ngàn lời chúng tí lại nói hôm nay, càng nghe cho kỹ dù cho trăm nắng ngàn cây, em cũng nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái, đừng để đôi ta vào vòng cổ ải duyên nợ ba sinh sắp bài từ muôn kiếp trước, càng ngại đến đây mà nghe em nói càng nghe rằng em đã yêu chàng. Hay quá. Lương